Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này hiện tại nó đang có một cái vật phẩm limited nha các bạn, là một cái vương miện nhá. Thì nhiệm vụ của nó yêu cầu là các bạn phải đi đến được map 5 và các bạn phải chơi trong game được 2 tiếng. Thì cái này nó có cộng dầu nha các bạn, khi các bạn chơi mà các bạn out ra các bạn vào lại á thì nó vẫn tính tiếp cái thời gian các bạn đã on nha, chứ không phải là nó reset về lại 2 tiếng nha các bạn. Nói chung là nó có lưu thời gian nha các bạn. Thì cái này cũng khá là dễ các bạn. Nếu mà bạn nào thích thì các bạn vào chơi nhé, tầm 2 tiếng là các bạn sẽ lấy được cái vật phẩm này nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo. Thank you.